Bộ Quốc phòng nga ngày 8 tháng 11 cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy trạm chỉ huy của Ukraine gần khu định cư Volno Andreyevka ở vùng Zaporizhia. Nga cũng phá hủy một trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 gần khu định cư Asus ở vùng Odessa. Tại khu định cư Serebrenka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, lực lượng nga đã tấn công và phá hủy các sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 67 và lữ đoàn số 31 của đối phương. Ở khu vực Donetsk các đơn vị của nhóm chiến đấu miền Đông được sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh đã gây thiệt hại cho nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn tấn công đường không số 79, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 105 và 128 của quân đội Ukraine. Trong cuộc tấn công, Nga đã phá hủy pháo tự hành Krav do Ba Lan sản xuất, pháo phản lực FH-70 do Anh sản xuất và pháo tự hành D-20 của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng của nước này cũng phá hủy một kho đạn dược của lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 127 của quân đội Ukraine, gần khu định cư Bogati. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine. Tuyên bố của bộ này nêu rõ, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 máy bay của không quân Ukraine, trong đó có một máy bay chiến đấu Su-27, hai chiếc MiG-29 và hai chiếc Su-25. Nga cũng đánh chặn 11 tên lửa HIMARS, hai quả bom thông minh Gidam và phá hủy một máy bay không người lái của Ukraine. Cùng ngày, Kiev Post đưa tin, những chiếc xe bọc thép đầu tiên của Ukraine đã vượt sông The Dnipro sang tả ngạn vùng Kherson. Chiến sự Ukraine có thể sắp có bước ngoặt mới. Một số nhà phân tích cho rằng, việc kỳ ép chuyển xe bọc thép đến đầu cầu đổ bộ ở Green Key sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Điện Kremlin trong việc đẩy lùi đối phương.